Xin chào tất cả các anh chị quay lại với Nắng Dân Tây Nguyên TV nhé. Lại là Nông Dân Tây Nguyên đây các anh chị. Thì hôm nay mời các anh chị lại tiếp tục đồng hành cùng Nông Dân Tây Nguyên, tiếp tục trên dàn diễn viên điện tử sầu riêng Đông Con nhé. Thì cũng trước khi vào video ngày hôm nay thì xin phép cho Nắng Dân Tây Nguyên gửi lời cảm ơn tới tất cả các bác anh chị đã đồng hành và đã ủng hộ trong suốt thời gian qua và luôn bình luận và góp ý để em trai có thể cải thiện được những video càng ngày tốt hơn và làm sầu riêng tốt hơn nhé. Thì vừa rồi em đã tiến hành cột dây cho néo cành cho sầu riêng các bác chị. Thì những cành như thế này thì hôm trước thì em cột thì phía trên thì cột vô gốc thì không bàn cãi rồi, tại vì không thắt. Còn ở dưới này thì do thì cảm thấy cành nó hơi nhỏ nên em sợ cột néo một vòng lên như thế này thì nó thành hình chữ U thì sợ nó yếu. Nên là em đã quấn là vòng tròn lại, thắt lại thì néo thì nó thấy nó chắc chắn hơn. Nhưng có nhiều các anh chị góp ý là cột như thế này thì thắt cổ chai, thắt lại thì sau này cái nó bóp cái cành nó sẽ chậm phát triển và đồng thời sợ là nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái tán cành ngoài. Nó đưa về để nuôi trái hoặc là nó riết lâu thì nó sẽ móp vô cho nên giống như một cái cổ tay mình mà khi siết bóp lại dây thắt lại thì giống như rắn cắn thì sắt lại thì máu không lưu thông được thì nó sẽ cạn dinh dưỡng, không cho dinh dưỡng đi qua đi lại để mà cung cấp cho trái. Nên là em sẽ hôm nay sẽ ra và sửa lại nhé. Thì bây giờ em sẽ cột lại những cái dây này để cho nó thành hình chữ U lên thôi. Mình thắt ở phía dưới thì nhiều khi là nó bị hằn ở phía dưới một xí, nhưng mà phía trên mặt này các bác chị, trên cái phía trên này nó không bị siết lại thì nó không bị móp vào trong cành, nó vẫn đang lưu thông được thì nó vẫn đỡ ảnh hưởng hơn. Nên là em nghĩ cũng có lý, nên là em bắt đầu là em ra em sửa lại nhá. Tại vì năm ngoái thì cột bằng dây vải này, mà năm nay thì cải thiện hơn, sẵn có dây cước này thì mình tận dụng mình cột, và cũng là lần đầu tiên cột cái này thì cũng chưa có kinh nghiệm. Và hai nữa thì vừa rồi cũng có các bác anh chị bình luận là cái lồng đèn này nó bằng sắt thì nó để ở ngoài mưa với mình khi mình xịt thuốc này các cái ấy vô thì nó sẽ bị rỉ cái lồng đèn này, thì cũng không biết cái này thì nó có được bao nhiêu lâu, nhưng mà trước mắt thì có khả năng là bỏ ngoài mưa hoặc là mình xịt thuốc thì có khi nó bị rỉ chứ các chị. Nhưng mà nếu mà bỏ ở trong nhà thì được, chứ ở ngoài có khi nó rỉ nhưng mà được một năm thì được, một năm cho mình xong mình tháo mình thay sau mình thay được. Tại vì cái này nếu mà bỏ cố định thì chắc chắn là cái vòng sắt này nó sẽ rỉ, cái vòng inox thì nó không rỉ, cái này nó rỉ nhá. Thì bây giờ em sẽ tiến hành làm lại và cũng chia sẻ lại cho các anh chị cùng tham khảo lại luôn nhá. Và đồng thời thì trong cái khu vườn này các anh chị nhìn thấy thì cũng một số trái sầu riêng nó phát triển dài đấy, nó có hiện tượng là dài trái các bác chị. Cây cuống này nó nhỏ này, cái núm này nó nhỏ xí mà nó dài. Thì mưa vừa rồi mưa được mấy trận nữa, với hôm trước là mưa đầu mùa cũng có được 3 trận nhỏ nhỏ nữa, thì có khả năng là trong cái phân bón mình nữa rồi tăng cường trên lá nữa, nó có thể là nó dư đạm nên trái nó hơi dài một xí. Nên là cũng cân đối lại cái lượng phân nhá. Thì bây giờ vẫn đang tiếp tục, đáng lẽ người ta bỏ phân 3 số rồi, nhưng mà bây giờ mình vẫn đang còn dài trái thì bây giờ em tiếp tục vẫn đang còn phân 10, 12, 12, 18 thì tiếp tục tăng cường bỏ cho nó. 18 là kali nhiều, nó dành lại cho nó đỡ trái, nó đỡ phì, đỡ dài ra các chị. Thì đáng lẽ người ta bỏ 11, 12, 18 hoặc 12, 12, 18 cũng được. Còn nếu bây giờ như tầm này mà trái đang dài như này mà mình quất vô cái 3 số vô thì sợ là nó còn dài thêm nữa thì nó làm hộc kém nữa. Nên là mình sẽ chậm lại cái quá trình phát triển của nó một xí thì mình sẽ bỏ vẫn tiếp tục là 12, 12, 18 các bác chị. Bây giờ thì tháo cái này ra để cột lại cho nó khỏi thắt nha. Cái này thì tháo ra cột nhanh thôi các bác chị. Đấy. Thay đổi thiết kế lại một xí. Thay đổi thiết kế thì cái này nó vẫn dài này. Thứ hai nữa là cái ống này nó chứa nước lại ở trong này. Thì khi mà cái nước chứa lại ở trong này thì nó có vấn đề gì không? Nên các bác chị cũng bình luận giúp nhé. Tại vì nhiều khi là lượng nước chứa lại thì nó nằm trong mà nó không ra ngoài thì cũng không ảnh hưởng. Nhưng mà có nhiều bác gì bảo là nước nó chứa lại như thế này là sẽ hay bị nấm. Thì cũng không rõ là như thế nào. Nên là cũng rất mong các bác anh chị xem video thì có thể là chia sẻ kinh nghiệm của mình nhé. Đấy, bây giờ em sẽ cột lại như thế này. Cột lại thì cái phần dây này nó sẽ dư ra các bác chị.
Cái lồng đèn này thì mới bỏ được mấy ngày mà thấy nó cũng bạc cái nhũ, họ mạ cái lớp nhũ bên ngoài các chị. Đấy, cột lại như này thì nó lại dư dây ra này, thì mình sẽ tiến hành cắt bỏ dây nhá, cho nó đỡ lủm thủm. Đấy, cái này cột kiểu này thì có vẻ ổn hơn các bác chị. Rồi bây giờ tiếp tục sang cành này, cũng vẫn cứ tháo ra và điều chỉnh lại. Đấy, các bác chị nhìn thấy một lượng nước ở trong nó chảy ra theo, nó chữa là trong đó. Có nhiều bác thì góp ý là cắt ở dưới này cho nước nó thoát ra, nhưng mà nếu là sau này mà cần thiết thì mình chỉ cắt cho thoát nước ra nhé. Còn nếu mà giả sử như bây giờ mình mà xịt thuốc thuốc nấm đi, thì cái lượng nước thuốc nấm nó sẽ ngấm vào bên trong cái dây này, thì hoặc thuốc sâu nó ngấm vào trong này. Trời, thì trời nó ngấm vào trong này thì chắc khả năng thì chẳng có con gì sống được đâu, tại vì nó chứ cái thuốc thuốc sâu thuốc nấm vào đây thì con nào mà vô đây mà chui vào đây mà sống được không chị? Đấy. Thì cột kiểu này thì nó hay bị tụt này, nó không có cái độ bám này. Nó có cái gờ cành thì nó dễ hơn, nhưng nó không có cái gờ cành là nó hay bị tụt quá chị. Đấy. Cột này thì nó dễ tụt. Đấy, xong hai cành. Đấy, các bác chị nhìn có những chảy méo này. Này, ba cái trên cành này, trên này hơi méo này, còn trên này nằm xa ngoài, nói chung ba quả đều méo cả ba này, cái này giật hung. Cảm thấy một quả nào mà không ổn lắm thì sẽ tiến hành tỉa bớt đi, cho nó đỡ cạnh tranh dinh dưỡng. Đáng lẽ quả nằm gần gốc thôi thì nó đảm bảo hơn này, nhưng mà bây giờ nó lại eo quá nên là bỏ cái trái gần gốc đi nhá. Đây, các anh chị cùng quan sát này. Đấy, eo mất nửa mất rồi, nửa học rồi. Nên bỏ một cái trái đi, còn để lại ba trái. Cái cành như cành này cũng hơi nhỏ, mà kéo kiểu này thì sợ nó tụt. Làm gì nó không có cái sự sai sót các bạn chị, cái kinh nghiệm nó chưa có nên là đôi lúc là nó phải có sự sai sót, có sự phải học hỏi nhiều thêm nữa. Đấy, cái này nó dài quá thì mình sẽ tiến hành bỏ bớt đi, dài quá thì nó cũng vướng. Cái ống này thì nó mềm đúng không chị, ông này bỏ vào cây thì nó cực mềm rồi. Đấy, lại dư dây ra. Đấy, cái này thì có vẻ ổn hơn. May là nó nằm ở tầng dưới nên mình đang còn có thể sửa sai được các anh chị. Nên tầng trên leo lên leo xuống thì cũng mệt, nhưng cũng có một số là nằm ở trên nhưng mà rất trong đèn.
Đấy, những cái này dư là một mớ luôn. Đây, chùm này nó lăm đến 5 cái đều tròn đẹp hết rồi. Trang trong này hơi méo hơn xí. Là 2, 4, 6. Bên bên này là 8, 10. Một cành như này mà nằm 10 cái. Khủng khiếp nha. Cành này có trụ nổi không? Cành kia 2, 4, 6, 7 trái. Đấy. Xong bên mạng bên này rồi, còn bên kia có 1, 2, 3 cái nữa. 3 cái nữa là ổn. Đấy, bây giờ thì mời các bác anh chị cùng quan sát lại cái cột lại này. Đấy. Đầu là cột vòng tròn, bây giờ thì cột theo hình chữ U này. Đưa lên, cài cũng như lại như cũ nhé. Đấy. Đây. Nhưng mà cột như này thì nó hay dễ bị tụt. Mình đổ phủ lên, nếu mà sau này tụt thì chắc phải chặn, phải cột thêm cái sợi dây tiêu vào các anh chị. Đây. Đấy, cột này thì chắc chắn là sẽ ok rồi. Chỉ còn cái phần lồng đèn này nó sẽ bị có bị rỉ sau này nó được hết mùa sầu riêng hay không thì ấy, chứ còn bây giờ thì cũng chưa biết thế nào. Tại vì thấy người ta cột mình cũng họ cột theo. Còn nếu mà sang năm mà cột mà nó rỉ được một năm thì được, còn nếu mà nó rỉ thì không ấy được thì mình sẽ thay đổi cái kết cấu cột nhá. Nói chung là cũng chia sẻ với chị tham khảo thôi. Đấy, nhìn đi nhìn lại này, ba trái này với trái này cũng eo quá nên là thôi bỏ luôn đi. Đấy. Bỏ cho nó bớt, có nhiều chùm rất nhiều trái nên là cũng khó lắm. Này, 2, 4 trái này, 5 trái này, đây kia này đều đẹp hết, mập hết, cuống to hết. Đây, theo như các bác chị thì như cái này 2, 4, 6 với cạnh bên kia là 8, 10. À, 2, 4, 6, 8, 10 đúng rồi. Hai cạnh này là 10 trái. Thì theo như các anh chị có thể để được 10 trái hay không? Hay là tuyển lựa. Nhưng mà tuyển lựa thì biết tuyển lựa kiểu gì đây? Đây con trai này hơi eo một xí này. Bốn trái kia làm chùm với nhau. Mà cái cuống dần dần nó cuống to hơn cạnh. Nó cũng không biết tuyển lựa kiểu gì cho nó được. Khó quá. Đây cạnh này. Cạnh này là 2, 4, 6, 7 trái này. Trái này cũng hơi eo một xí này. Eo lại nằm riêng một cành đó chị. Cái này tròn này. Eo này nằm riêng một cành. Khả năng theo là em sẽ cho nó quả này ra đi, đi để nuôi 4 quả này tròn bên trong này. Với 2 quả bên ngoài thì cũng tương đối được này. Bỏ luôn nha mấy chị. Đấy. Cũng tương đối là căng tròn học đẹp rồi đó, nhưng mà eo mất phần này, thấy chưa? Đây là ăn một mớ dinh dưỡng rồi. Bây giờ thì bỏ đi còn 2, 4, 6 trái, anh cứ tạm thời để nó 6 trái cái đó rồi tính tiếp nhé. Trái này cũng tròn tròn này, cũng khó. Đây mấy trái này, này móp này, trái này tròn này. Hai trái này móp, trái này tròn này. Bây giờ trái này cũng móp, trái này cũng móp, hai trái này cũng đều móp cả. Nhưng mà cần thì nhỏ thôi, tiếp tục mình sẽ bỏ đi một trái tiếp nhé. Đấy, còn lại để 3 trái. Đây. Nó móp mất mà một nửa đây. Đang còn trái này móp nữa này, nhưng mà thôi phải để lại 3 trái thôi. Cũng từ từ đã chứ không thể là mặn tay được đâu. Đôi khi mặn tay cái là chết dở.
Đấy, các anh chị cũng quan sát lại. Và những cành này, những cành nhỏ không nha các anh chị. Tầng trên thì không có này. Tầng trên được mấy trái ra sau thôi. Mà cành to. Còn tầng dưới thì cành nhỏ hơn này, đậu rất nhiều. Đấy. Trước nhìn sơ sơ thì bây giờ nó có bao chỉ đậu này. Này mấy chục quả luôn, có cành chục quả đó. Những cành này có cắt bỏ trái thì còn 3 trái này. Cành này cắt còn 4 trái này. 3 trái này. 2 4 6 trái này, 3 trái này. Thấy chưa? Cành là 4 5 trái hết nó. Bên kia nữa. Bên kia mấy trái to có một trái hơi một xí này. Nhưng mà thấy nó tròn tròn nó đang tiếc. Khó thật. Nhưng mà cứ mỗi bữa lâu lâu ra thì mình sẽ mạnh tay hơn một xí. Đây, các anh chị thấy có con bướm gì này. Nhìn thấy chưa? Đấy. Đúng đậu này. Nhìn bên ngoài cái cảnh của nó nhìn giống như con gì ạ. Này. Bốn trái này đều đẹp hết này. Đó, to, phát triển nhanh, đẹp. Cũng tương đối là ổn. Trái này thì hơi vận một xí này. Mấy trái này cũng đều tròn này. Trái này thì nằm lẻ loi nhưng mà lại hơi vận vận lên. Đấy, 2, 4, 6. Cũng khó thật. Này thì hai trái. Nó móm mật mật đấy. Rồi, cứ tạm thời để thế này đã. Rồi bữa sau tiến tiếp chứ bây giờ nhìn khi cũng sót quá. Mạnh tay không dám. Thả những cái trái này mà nó tròn đi các anh chị. Bên này nó móm móm thì mình bỏ bớt đi cũng được này. Bây giờ bên này nó đều cũng lại tương đối đều tròn hết. Cũng đều tròn hết. Cái trái này nó móp mất một giống một nguồn một tép rồi. Mà bây giờ bỏ đi thì cũng sót. Đấy, để tiếp tục sang cây khác nhé. Bây giờ đứng đi hồi cái là phân vân hồi là lại bộp tiếp mấy quả nữa là cũng chết dở. Đấy, cây này cũng đã tiến hành cột lại hết rồi. Đấy, phía trên kia. Ở dưới này. Đấy. Đấy các bác chị nhìn thấy không? Cái hiện tượng trái nó dài không? Chỗ này nó nhọn này, nó không tròn trái nhá. Mà chiều dài này nó dài này. Đó, quả bên này cũng thế này. Đấy, vườn này nó bị cái hiện tượng là dài trái này rất nhiều này. Các bác chị nhìn không? Dài này. Chỗ này nó nhỏ này. Đó, chỗ này nó top lại mà cho nên dài này. Đây là hiện tượng là dư. Theo như tham khảo trên mạng thì đây là hiện tượng dư đạm. Dư chất, dư đạm gì đó là nó sẽ đẩy trái dài. Nên là bây giờ em vẫn tiếp tục tăng cường cái phần kali để coi nó có kéo lại không. Và chắc khả năng ra phải hỏi ngoài đại lý người ta có loại chỉnh trái tròn gì nữa để tăng cường thêm cho nó nữa. Chứ không như thế này thì cũng thấy cũng bất ổn đấy. Tại vì trái nó dài quá, nhanh phát triển mà dài quá. Trái nào cũng dài hết đâu các chị. Nhưng mà cái chỗ này, trái eo này. Được cành này to thì lại hai trái eo. Cần này nhỏ lại ba trái cũng được hơn. Cái này eo quá thì bỏ đi. Đấy. Cái này cũng eo này, nhưng bây giờ bỏ nó thì cũng cái kia nữa. Có eo mà. Mà bị bỏ nó thì hết luôn. Nhiều khi cây ít trái quá thì mình chừa lại những trái eo để sau ăn được các anh chị. Này. Đấy, còn trái bên này nhỏ này, ba trái này. Chứ không cũng nó ấy hết cái dinh dưỡng được cái là dư dinh dưỡng nó lại đẩy ra trái lại phì nữa. Anh quan chỉ cùng quan sát lại cái phần trái dài nhá, rồi em sẽ tiếp tục cột mấy cây bên trong này lại luôn. Đấy. Đây một số cây thì cột trước thì nó lại cột như thế này được rồi này, khỏi mất công cột lại này. Đây. Những cây này cột được này. Đó, những cây đó cột được. Nhưng mấy những cây này thì lại sao tự nhiên lại cột một thắt không các anh chị? Đó. Hình như cái này cột sau nên là rút kinh nghiệm rồi sao? Đó, mấy cái kia đều cột một neo hết. Đó, một neo hết cái này không phải cột lại nữa nhá. Nhưng mà trái này các anh chị nhìn thì trái không? Đó, dài không? Cái núm này nhỏ này. Đó, trái nó phải hơn nửa ký rồi chứ, trái kia là hơn nửa ký rồi, to lắm. Nhưng mà trong điện thoại nó phóng thì sau kiểu là nó thu hơi nhỏ nhá. Số lượng trái ra sau thì cũng một số trái cũng tương đối tròn, nằm góc kia. Trái tròn không? Có một trái méo như kia. Nói chung là cũng số giật trước này thì có số méo rất nhiều này. Đó, nó giật giật học không à? Còn giật méo không? Mấy trái này thì đẹp này. Là một cuống này, cuống mập này, tròn trái này, đẹp trái này. Đấy, phía dưới cũng thế.
Này, bên này thì hôm trước là nó đã hở, và để coi nó xem nó có níu lại được không, nhưng rốt cuộc nó cũng chẳng níu được này, nó rớt luôn. Nhưng mà trái này cũng méo, để là hai trái đẹp này nên bỏ tiếc. Để lại coi nó có níu kéo được không, nhưng mà rốt cuộc là nó cũng chẳng níu kéo được này các chị này. Méo quá rồi là nó đào thải hai trái to, nó hút hết chất dinh dưỡng bên ngoài này, nên còn 2, 4, 5 trái nữa, này thành 7 trái nữa. Nên là nó hút hút rất rất đài liền luôn. Đấy, cây này thì không phải cột lại nữa. Hai cây này thì không biết thế nào. Cây này chắc khả năng vẫn có cái cột lại này, nó vẫn cột lại, nó thắt cục này, cái thắt cục này, có cái thì không thắt, có cái thắt, nhưng mà nằm ở tầng dưới thì mình xin chữa dễ thôi. Đấy, trên kia thì không 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 ấy cả, nhưng mà trái các bác chỉ để ý là toàn là những trái dài không nhá. Đây là 6 trái nằm một chỗ này, đấy, phát triển cũng cực nhanh luôn, thấy không? To đấy, như hiện tượng trái nó dài như này có phải là dư đạm không, các anh chị bình luận cho em với nhé. Và nó như thế này thì liệu nó có ảnh hưởng gì không, và mình có cần phải xử lý để tăng cường cái gì để khơi thêm không. Này, trái này cũng eo nhưng mà vẫn phát triển to lắm rồi. Này, dài này, trùm này. Hiện tại thì nhiều các bác anh chị đóng góp là chỉ cần bỏ phân 11, 12, 18 hoặc là 12, 12, 18 là được, là tăng kali lên thì nó kìm hãm sự phát triển lại, thì nó sẽ từ từ nó sẽ cân bằng lại. Còn năm nay thì cũng mới gặp hiện tượng như thế này, cũng chưa biết thế nào. Đây, cái này nó phần nở dưới thì đang được này, nở dưới trên top lại, mà đây có nhiều trái bên cạnh này, top này, top top này. Đây, méo này. Đấy, khu vực này các bạn chị nhìn này. Đó, có nhiều trái thì chạy cũng tương đối ổn, mà nhiều trái thì thấy kiểu là nó dài trái quá. Đó, nhưng mà trái kia mà chị nhìn thấy dài không, trên cao này, phát triển thì cực nhanh, nhưng mà không biết là có mưa nhiều quá dư đạm hay là trong phân bón. Thì phân bón từ trước giờ em cũng bỏ là 11, 12, 12, 18 các anh chị. Từ đầu cho mua một bao thì có hơn chục cây lớn, và có ít cây nhỏ thì cũng bỏ ké cho cây nhỏ một một ít, nhưng mà không đáng kể, còn lại bỏ cây lớn. Mà bây giờ nhìn thấy cái lượng trái nó phát triển nhanh dài mà móp móm ở dưới, nên nhiều khi cũng tham khảo trên mạng xã hội thì thấy bảo đây là cái hiện tượng là dư đạm, thì nó mới đẩy cái trái dài nó thế. Nếu mà bỏ thêm 3 số 15 nữa thì nó còn đẩy dài hơn nữa, nên là em đang tiếp tục bỏ phần phần còn lại thôi, không chưa dám đỏ 3 số. Nhiều nhà bây giờ trái to như thế là họ đã chuyển sang bỏ 3 số cân bằng hết rồi, nhưng mình bây giờ hiện tượng trái đang đang phóng dài như thế này, cây nào cũng bị nhá. Đấy, cây này cũng trái dài này, nó không tròn trái mà nó lại dài trái này, nó phát triển về chiều dài nhanh hơn cái nở học ra, nên là mình bây giờ phải kìm hãm nó lại, thì phải tăng kali nhiều để cho nó đảm bảo nó phần trái đều. Đấy, cái bộ lá bây giờ có bán chị ra này, chuẩn bị cơ đọt mới, mà lá xanh phát triển cắt tiêu ra thoáng liền, phát triển liền. Đấy, bây giờ trái này phát triển cực nhanh luôn. Đấy, mỗi tội là trái nó hơi dài, đang phân vân về phân góc độ này. Đấy, như này là nó nở học ra đang được này. Đấy, để tiếp tục bỏ bón phân. Vừa rồi thì đã trước cơn mưa thì em đã cũng đã bón rồi, rồi cũng 2, 3 ngày nay thì nó khả năng là nó đã hấp thụ phân tiếp rồi, nhưng mà đó là 12, 12, 12, 12, 18 các anh chị. Cây này thì nó cột như thế kia thì cũng không phải chỉnh lại nữa rồi, phía trên cao cũng thế. Nói chung cây này thì không phải chỉnh lại. Đây, chỉ có một cành đây, một cành đây thì hơi nhỏ, chứ cũng xoắn lại này. Nhưng mà cành nhỏ này nếu mà nó rít cho chết thì chắc cũng khả năng cũng không sao, tại vì cần bỏ cũng được, không sao hết. Còn mấy cành kia thì đều đều cột cột chữ U hết. Còn cây bên trong này là cũng có chỉnh sửa lại một một vài cây thôi. Cũng may sao là tự nhiên lại lại đổi ý, xong rồi lại như thế này là đúng này. Đấy, đó, thấy không? Đó, trên kia đều cột ấy hết, chỉ có chỉnh lại cỡ tầm 2 cây nữa, 2 cây giữa gần nhau các bác chị. Thì 2 cây đó thì cột lại một xí là được xong. Trái thì mấy cây này cũng tương đối là ổn rồi.
Tất nhiên là có nhiều chỗ cành nhỏ mà trồng nhiều quá, nhưng mà thế nó vẫn phát triển đều, thế tương đối là ổn các bác chị. Đấy. Đọt này vừa rồi chặn thì coi tình hình như thế nào. Này trước thì sáng lắm các bác chị nhá, sáng mắt ra nhá. Nhưng mà mình xịt vào thì vẫn, các bác chị để ý không, thì nhìn thấy nó vẫn có chùm cái đầu đọt lại thấy chưa, cong cong cái đầu đọt này, và nó kiểu là nó cụp lại, nó không nở sáng như hôm trước. Đây nó vẫn có hiện tượng cụp nhưng mà chưa ăn thua này. Đây chắc khả năng là ráo em phải tăng cường thêm cho nó một phát nữa. Đây, như bình thường nó ra là nó ra ấy nhá, thẳng với là nó, đây nó không bị quắn như này. Đây nó hiện tượng nó xoắn lại này, nó xoắn lại là hiện tượng nó có thể nó ngấm chặn đọt rồi đấy. Rầy xanh vẫn đang còn đầy này, đó rầy xanh bay đó, mưa rồi mà rầy xanh. Đây, tăng cường thêm một lần nữa, mà nếu mà nặng hơn mà nó không đứng lại, em tiếp tục sẽ sử dụng máy chạy bằng cơm mà tiến hành sẽ xử lý nhá. Cây này bây giờ là trước là đi đọt nhiều, bây giờ là bắt đầu là cũng có hiện tượng này phóng này, đấy, phóng đọt này. Nên là mình mà không kịp thời chặn cho nó thì cái dàn trái của mình sẽ trong nó, một là sẽ cạnh tranh dinh dưỡng, nó sẽ đào thải rụng, hai là nó sẽ giật méo trái. Đấy, trên đọt kìa, ú cha, giờ bắt đầu nó phóng kìa các anh chị. Đấy, đây là đang dư dinh dưỡng này, cái này là gọi là dư dinh dưỡng này. Dư dinh dưỡng là bắt đầu nó phóng đọt, phóng là phóng ra ngoài đọt như thế này, và trái thì nó dài hơn. Đấy, cái trái này các bác nhìn thấy không, dài thò lò này. À, bây giờ thì giảm lại cái lượng phân bón là một này, tăng cường chặn đọt là hai này, để coi nó có tình hình nó có đứng không. Còn nếu không đứng nữa thì buộc phải xử lý máy chạy bằng cơm mà cấp tốc mà vặt thôi. Phương án là phương án an toàn nhá. Cây này hôm trước là bị rầy xanh cắn queo hết lá luôn, đấy, trên đọt này vẹo hết luôn. Nhưng bây giờ bác chị nhìn lại cái bộ lá về mưa xuống đó, bác chị nhìn không, xanh bắt đầu là màu xanh của lá, màu xanh xanh đen đấy nhá. Cái này thì sót được ba trái thì cứ để đại này. Đấy, ba trái đó. Đấy, cái chỗ này đọt non đi ra này, đã chưa, cái tơ thì đọt đi mình mừng, mà cây lớn mình đọt đi là mình thấy bắt đầu là đau não đấy. Đấy, cây này thì còn sót hai trái, một trái thì cũng tạm được, xanh xanh, trái này thì méo, đọt phóng lầm rầm. Cái này sầu riêng trên của ông già, cái da nó không được xanh cho lắm nhá. Đây, cái trên này thấy da nó kiểu nó hơi vàng vàng nhá, nó không được xanh da nhá các chị. Đấy, cái này vẫn đang còn thiếu cái chất gì này, nó các chị nhìn không, cái màu vàng, trái thì đậu lụ khụ luôn, cần to, màu vàng. Ông già cũng đã tiến hành, cũng đã cột rồi, một néo dây trên đó. Đấy, chất lượng trái thì còn rất nhiều, cực đẹp luôn. Đấy, nhìn thâu vào trong dàn trái này, nhiều khi là kín nó không thấy được trái luôn đó. Nhưng mà cái dàn trái này nó đang có màu vàng các bác chị, vàng bên ngoài da chứ chân ra đó. Thì cũng sẵn một buổi ra thăm vườn và cột lại cái những cái cành sầu riêng cột chưa đúng, và đồng thời chia sẻ các bác chị xem cái hiện tượng sầu riêng dài trái là dư chất và đọt đi. Đấy, thì cũng rất mong sự đóng góp ý kiến của tất cả các anh chị về chia sẻ kinh nghiệm nhé. Đấy, thôi em cũng xin phép kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các anh chị ở các tập tiếp theo nhé.